Ngoài việc tập trung hoàn thành 7 tiêu chí thôn kiểu mẫu, địa phương này đang từng bước nâng cao chất lượng tiêu chí bằng cách huy động người dân tham gia tạo cảnh quan môi trường với các tuyến đường xanh sạch đẹp. Đối với cảnh quan môi trường thì đã triển khai và đang giao cho các ngành đoàn thể mỗi ngành phụ trách một tuyến đường, quỹ hội nông dân một tuyến đường, hội cựu chiến binh một tuyến đường, hội phụ nữ một tuyến đường, và chúng tôi đã giao và tiến hành hiện nay đã làm coi như đã cơ bản. Không chỉ tập trung xây dựng hai thôn nông thôn mới kiểu mẫu, sau 3 năm đạt chuẩn nông thôn mới, năm nay xã Mỹ Thái tiếp tục phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao với 14 tiêu chí. Thời điểm này, xã đang tăng tốc sớm hoàn thiện 4 tiêu chí còn lại trong tháng 9 để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Mưa gió liên tục thì là nhà thầu vừa có phương án là triển khai đặt máy bơm trong quá trình mưa thì tạnh ra lúc nào thì thi công lấy để đảm bảo thi công đúng theo tiến độ để ra trong tháng 9 để cho nó bàn giao công trình. Chúng tôi đang tập trung vào khởi công các cái công trình xây dựng, tập trung xong trước ngày 15 tháng 9 là xong các cái công trình xây dựng ở trên địa bàn, và đối với lại các cái hai cái nhà văn hóa của chúng tôi thì tập trung xây dựng vào xong trước ngày 15 tháng 10. Cùng với xã Mỹ Thái, thời điểm này xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang cũng đã hoàn thiện 14 trên 4 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Hiện địa phương này đang tập trung vào việc nâng cao chất lượng từng tiêu chí, nhất là đối với các tiêu chí cứng như giao thông, giáo dục, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu quy định. Chúng tôi sẽ dự kiến là sẽ trình các cấp thẩm định hồ sơ để đạt xã nông thôn mới nâng cao vào trong trung tuần tháng 9. Năm 2021, cùng với việc xây dựng 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỉnh Bắc Giang triển khai xây dựng 17 xã nông thôn mới nâng cao và 72 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Việc quan tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao ở các địa phương, nhất là các huyện đã về đích 100% số xã đạt huyện chuẩn nông thôn mới, càng khẳng định sự quan tâm đầu tư thực hiện chương trình theo đúng mục tiêu là có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Qua đó ngày càng tạo diện mạo nông thôn khang trang và nâng cao hơn chất lượng cuộc sống người dân vùng nông thôn. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Giang đã triển khai gói dịch vụ BeFree. Sau hơn 3 tháng ra mắt, toàn tỉnh có hơn 10.000 khách hàng đăng ký sử dụng gói dịch vụ này. Các ngân hàng khác như Vietcombank, Agribank, Vietinbank cũng áp dụng nhiều gói hỗ trợ khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm, dịch vụ, gia tăng tiện ích, miễn hoặc giảm hẳn phí dịch vụ cho người dân. Ngân hàng Nhà nước tỉnh cho biết, doanh số thanh toán không dùng tiền mặt tăng mạnh theo từng năm gần đây. Riêng 7 tháng đầu năm 2021, thanh toán không dùng tiền mặt toàn tỉnh đạt hơn 220.000 tỷ đồng. Các ngân hàng thương mại đã hoàn thiện hạ tầng thanh toán điện tử, đa dạng dịch vụ, phương thức thanh toán, chủ động tiếp cận khách hàng để vận động người dân, doanh nghiệp tham gia thanh toán điện tử đối với dịch vụ công. Đặc biệt đến nay, hầu hết các doanh nghiệp trong tỉnh đều nộp thuế điện tử qua hệ thống tài khoản tại ngân hàng. Thời gian tới, ngành ngân hàng tiếp tục phối hợp với các đơn vị cung ứng dịch vụ công trong tỉnh để tháo gỡ khó khăn, tăng doanh số thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng đối với các dịch vụ tỷ lệ thanh toán còn thấp như điện, nước, viện phí, học phí, chi trả các chương trình an sinh xã hội. Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 7 của Lạng Giang đạt 105,6 tỷ đồng, đưa tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm lên hơn 1.534 tỷ đồng, đạt 135% dự toán, tăng 155% so với cùng kỳ năm trước. Từ nay đến cuối năm, Ủy ban Nhân dân huyện Lạng Giang tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp tăng thu ngân sách, nhất là thu thuế ngoài quốc doanh, thu nợ động, thu tiền sử dụng đất, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, gian lận thương mại, buôn lậu, triển khai thực hiện tích cực các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ, xử lý nợ đúng quy định. Số tiền này được Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phê duyệt và giải ngân ngay cho 48 người sử dụng lao động để trả lương cho gần 26,6 nghìn lao động trên địa bàn. Trong đó, huyện Lạng Giang là địa phương có số người sử dụng lao động được vay nhiều nhất, với 18 người sử dụng lao động được phê duyệt vay gần 26,4 tỷ đồng, trả lương cho gần 7,7 nghìn lao động. Gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của chính phủ đang bước vào thực tiễn giải quyết những khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Bắc Giang cũng là địa phương dẫn đầu cả nước trong việc giải ngân cho vay với lãi suất 0% để hỗ trợ trả lương cho người lao động, khôi phục sản xuất theo quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Bắc Giang sẽ tiếp tục ký kết hợp đồng tín dụng cho vay với tổng số tiền giải ngân khoảng 300 tỷ đồng theo nghị quyết số 68 của Chính phủ. Bưu điện tỉnh Bắc Giang cho biết, trung bình mỗi ngày đơn vị tiếp nhận khoảng 3,5 nghìn đơn hàng đi, tăng gấp đôi so với trước khi dịch bệnh bùng phát.
Do các đơn hàng tăng, các đơn vị bưu chính đã phải tăng cường nhân viên giao hàng ở tất cả các bưu cục trực thuộc, đồng thời bố trí phương tiện đến tận nhà khách hàng, gửi số lượng lớn để nhận và vận chuyển, nhằm hạn chế lượng người đến giao dịch tại đơn vị. Hiện nay nhu cầu mua sắm qua mạng tăng mạnh đã kéo theo hoạt động chuyển phát trên địa bàn tỉnh cũng tăng khoảng 30%, có thời điểm tăng trên 50%. Nhằm bảo đảm các biện pháp an toàn phòng dịch, tất cả lái xe và nhân viên giao hàng của 10 đơn vị bưu chính phải lấy mẫu xét nghiệm đúng quy định, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong quá trình tiếp nhận, vận chuyển, giao hàng hóa, kiểm soát chặt, không để kẻ xấu lợi dụng vận chuyển hàng cấm, vi phạm pháp luật qua đường bưu chính. Sau khi được tuyên truyền hướng dẫn về công tác phòng cháy chữa cháy, ông Trần Đức Thắng ở phố Cà Trọng, thị trấn Phồn Xương đã chủ động trang bị mặt nạ phòng độc, bình xịt chữa cháy tại chỗ cho cửa hàng kinh doanh của gia đình. Cùng với đó, ông Thắng cũng thường xuyên nhắc nhở các thành viên phải luôn cẩn thận khi sử dụng nguồn nhiệt, nguồn lửa. Tôi cũng thường xuyên giáo dục cho con cháu là phải đi ra vào phải tắt điện, điện đóm cắm là không được cắm linh tinh. Và phải dạy cho các con cháu là phải cẩn thận trong việc chữa cháy, không nghịch diêm, nghịch lửa. Nếu có gì thấy khói cháy là phải gọi ngay bố mẹ hoặc là ai gần đó để phòng cháy chữa cháy kịp thời. Sau khi bàn giao hồ sơ quản lý về phòng cháy chữa cháy, Ủy ban nhân dân thị trấn Phồn Xương đã chỉ đạo lực lượng công an rà soát, lập hồ sơ quản lý trên 200 trường hợp nhà ở kết hợp với kinh doanh. Công an thị trấn cũng đã yêu cầu 100% các hộ gia đình ký cam kết, khuyến cáo các biện pháp đảm bảo về phòng cháy chữa cháy. Ủy ban nhân dân thị trấn đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các đoàn thể cùng các tổ dân phố và đài truyền thanh tổ chức tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của thị trấn để các cái hộ kinh doanh trên địa bàn thị trấn nắm được cái công tác phòng cháy chữa cháy theo nghị định 136 của chính phủ. Yên Thế là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc bàn giao hồ sơ các danh mục phòng cháy chữa cháy về cấp xã. Công an huyện cũng đã tổ chức tập huấn cho các hộ kinh doanh cá thể kết hợp với nhà ở trên địa bàn. Hiện đơn vị này đã tiếp nhận gần 60 hồ sơ bàn giao của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh. Bàn giao quản lý 1.138 cơ sở cấp xã. Công an huyện phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy cháy công an tỉnh Bắc Giang mở một lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy cháy đối với gần 200 chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Về cơ bản thì nhận thức của các hộ kinh doanh là đều được nâng lên. Mỗi khi có vấn đề gì liên quan công tác phòng chống cháy nổ thì đều có sự liên hệ trực tiếp với đội cảnh sát phòng cháy cháy công an huyện để được tư vấn và giải đáp. Việc kết hợp loại hình kinh doanh với nhà ở luôn tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Chính vì vậy, cùng với sự kiểm tra giám sát của lực lượng chức năng, các chủ cơ sở cần nâng cao nhận thức về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là việc sử dụng nguồn nhiệt, nguồn lửa, trang bị đầy đủ thiết bị chữa cháy, chủ động kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Do vậy, để các địa phương doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo sản xuất kinh doanh, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố hướng dẫn các đơn vị tự xây dựng kế hoạch và phương án trên hướng dẫn chung của Bộ Y tế và phù hợp với tình hình dịch tại địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát, đảm bảo hỗ trợ các đơn vị trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ an sinh xã hội dành cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 của chính phủ. Theo phương án đề xuất, 10 nhóm lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 là hộ nghèo, cận nghèo, người có công, bảo trợ xã hội, giáo viên các trường tư thục không được cơ sở ký hợp đồng, không đóng bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, một số nhóm lao động khác sở đang lấy ý kiến quận huyện để bổ sung thêm. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân xin chủ trương. Nếu được thông qua, chính sách này sẽ được triển khai ngay trong tháng 8. Người có vé máy bay đi nước ngoài cần tuyệt đối tuân thủ quy định về phòng chống dịch. Cụ thể, xuất trình hộ chiếu kèm theo visa còn hiệu lực, vé máy bay bằng giấy hoặc điện tử, trong đó gồm có cốt vé máy bay, thời gian bay, ngày bay, số hiệu chuyến bay. Có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực bằng phương pháp RT-PCR và thực hiện khai báo y tế và thực hiện nghiêm biện pháp 5K theo quy định của Bộ Y tế. Đảm bảo một người đi một xe, không đi chung xe với người khác, trừ trường hợp nhiều người trong cùng gia đình, sống cùng nhà và có vé máy bay ra nước ngoài trên cùng chuyến bay. Vốn đam mê lịch sử văn hóa các dân tộc, anh Tiến từ trẻ đã có mơ ước là xây dựng một không gian văn hóa mang đặc trưng riêng của vùng Đông Bắc. Làng văn hóa Đông Bắc tọa lạc tại thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, là không gian mang đậm tính hoài cổ về những giá trị xưa cũ, thể hiện ở từng chất liệu cũng như những hạng mục công trình tiêu biểu. Trong đó phải kể tới các hạng mục kiến trúc nhà ở của đồng bào dân tộc ít người như sán chí, sán dìu, tày, nùng.
Ở trên vùng Lục Ngạn nói riêng và ở vùng Đông Bắc nói chung là có một số dân tộc là người ta ở nhà trình tường. Đây là một cái nhà tương đối điển hình cho các cái dân tộc như là dân tộc Tày Nùng, dân tộc Sán Chí, dân tộc Sán Dìu. Thì dùng cái vì cái điều kiện vật chất ngày xưa thì là khó khăn, do vậy là người ta phải dùng cái đất đặc biệt là đất sỏi son để người ta ép thành khuôn cho người ta làm thành cái bức tường này, rồi người ta gọi nhà chính tường. Nên cái ngói lợp thì chủ yếu là ngói âm dương do bà con tự đóng và tự đốt bằng dạ với cả bằng cái cây rành rành để làm ngôi nhà này. Đến với làng văn hóa Đông Bắc, du khách không những được trực tiếp tìm hiểu văn hóa vật thể của các dân tộc qua công trình nhà ở, mà còn hiểu thêm về đời sống văn hóa sinh hoạt của người dân cách đây hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm lịch sử. Nó thể hiện ở hàng nghìn cổ vật mà anh Tiến đã dành một không gian riêng để trưng bày. Từ những chiếc diều đá, diều đồng được anh sưu tầm ở dưới lòng sông Lục, đến những chiếc tháp đồng lớn, chiếc tháp cổ mà những thương gia xuất khẩu hàng vài thế kỷ trước. Trong cái ngôi nhà cổ của người Việt cổ mình ấy, thì tôi có sưu tầm những cái đồ vật, những cái sản phẩm văn hóa và những cái cổ vật nó phản ánh cái đời sống văn hóa của rất phong phú của người Việt cổ. Thì ví dụ như đây là cái cuốn sách mà đã khoảng hơn 300 năm của các cụ để viết về tử vi tứ số chiêm tinh học. Còn cái cuốn bên kia dày hơn ấy thì là về lịch, về thiên văn học, về thiên văn học để lịch về mùa màng trồng cấy. Đấy. Thế còn ngoài ra thì là trong một lần đi sưu tầm ở dưới Quảng Ninh thì tôi có sưu tầm được ba cái tháp mà ngày xưa cái tháp Phật giáo là cái biểu trưng của Phật giáo, thì là cái thời kỳ Phật giáo phát triển ở Việt Nam mình phát triển nhất ở khoảng thế kỷ 12, 13, 11, 12 là của đời Lý. Với lứa tuổi của em thì khi mà hồi bé, hồi nhỏ ấy, thì vẫn còn được biết đến một số những cái công trình, ví như là ở đằng kia có cái công trình em thấy là nhà trình tường, nhà chất vách. Hồi bé xíu mình vẫn biết đấy, khi mà mình còn chăn trâu, em cũng còn chăn trâu. Nhưng mà với cái thế hệ bây giờ, em nghĩ là các bạn trẻ bây giờ thì đã không biết đến nữa. Thì em nghĩ đây cũng là một nơi lý tưởng để các bạn đi tìm hiểu sâu hơn, biết thêm một số cái công trình lịch sử, các thứ văn hóa, một số cái dân tộc ở vùng Bắc Giang, Lục Ngạn mình đây. Có ai đó đã từng nói văn hóa truyền thống là cái còn lại sau khi những cái khác bị lãng quên. Bởi vậy anh Tiến đã kịp vẽ ước mơ từ rất trẻ, để rồi kiên trì thực hiện nó, góp phần lưu lại những giá trị văn hóa cho muôn đời sau. Trong thời gian không xa, khi cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới, chắc chắn làng văn hóa Đông Bắc sẽ là điểm đến lý tưởng cho nhiều du khách trên hành trình về với Lục Ngạn yêu thương.